Dạ, em chào ban giám khảo. Em là Lê Mies, em đến từ Lâm Đồng và hiện tại thì em đang sinh sống và làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh ạ. Năm nay em 25 tuổi. Vậy hôm nay em sẽ mang đến bài hát gì? Hôm nay em mang đến một bài hát có tên là Dây. Ok, mời em. Mỗi giây mỗi giờ màn đêm buông xuống, trong khu phố không ai buồn, có đôi có cặp ngọt ngào hạnh phúc. Chỉ riêng mình em vẫn là cuối tuần một mình dạo chơi, không ai nhắc em về nhà, thế nên tối muộn một mình dạo chơi. Đôi lần cũng buồn, có lẽ em đã cần thêm một vòng tay sẽ đêm và những đêm khi mưa đang soi dắt em. Có lẽ em đã cần thêm một bầu vai và đêm nay lại tích tắc tích tắc, còn đi bao nhiêu khi tư không thể ta. Và đêm nay lại tích tắc tích tắc, kéo đến đây và suy tư không thể ta. Em đâu có muốn cô đơn hoài đâu, nhưng em có trái tim nào nắm lấy đôi tay anh. Từ kim dây lại tích tắc tích với em đêm nay, cảm giác cả thế giới bỏ lại em phía sau lưng, chẳng có ai dỗ dành em dù là khóe mắt hơi sưng. Mùa lắm những lúc ta nắm tay, mùa lắm những lúc ta đắm say, cho cơn mơ em mong thấy người kề bên trong một phút trao đổi hôn. Có lẽ em đã cần thêm một vòng tay sẽ đêm và những đêm khi mưa đang rơi rất êm đêm. Có lẽ em đã chơi vơi vì cô đơn, chắc em cần có ai tương tư cho vơi hết đêm say. Và đêm nay lại tích tắc, chẳng có ai nên không gian thật yên ắng. Và đêm nay lại tích tắc, chẳng có ai nên không gian không thể tắt. Em đâu có muốn cô đơn hoài đâu, nhưng em có trái tim nào nắm lấy đôi tay anh. Và kim dây lại tích tắc tích với em đêm nay. Anh nghĩ là em nên tỉnh táo hơn trong việc lựa chọn cái quãng cho bài hát của mình đó. Tại mình phải xác định được là đâu là cái quãng đẹp nhất trong cái giọng của mình để mà mình khai thác nó cho nó hiệu quả hơn. Còn đây em cứ hát lên cao là anh lại nghe nó trong trên, nghe nó chơi vơi. Cái vấn đề của giọng Thảo thì anh đã nói từ lúc hồi xưa anh gặp Thảo rồi. Tức là giọng của em nó rất là có một cái tem đặc biệt nhưng mà nó yếu. Tại vì do cách Thảo hát làm cho nó cứ bị léo nhéo chế với trên cao. Chứ thật ra là nếu mà xét một cách công tâm thì bài này là một bài rất ổn. Ví dụ cái chorus mà hát ở một cái tem giọng bình thường. Và đêm nay lại tích tắc, chẳng có ai nên không gian thật yên ắng. Và đêm nay lại tích tắc tích, nghe nó rất là ma mị, nó rất là kiểu chill R&B á, anh rất là thích kiểu này. Anh cảm ơn Lemis. Dạ, cảm ơn mọi người. VP Bank Ram, thương hiệu tài chính đầu tiên dành cho thế hệ sống bứt phá, hân hạnh đồng hành cùng chương trình.